Rồi anh trai ơi, tiền xăng của em là bao nhiêu vậy? Hello? Hú hú, anh trai ơi, tiền xăng của em là bao nhiêu vậy? Ồ, mình quên các bạn ơi, xem là xe điện mà. Nếu như hết điện thì mình chỉ cần sạc thôi các bạn, làm gì đổ xăng, mình bị lắc các bạn ơi, hèn gì anh trai kêu quạo đuổi theo đánh mình. Chán ghê luôn á. Rồi, em xin lỗi anh trai nhiều nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lái xe chở khách nha các bạn. Thôi mà anh trai ơi, đừng có đánh nhau nữa mà. Em không muốn đánh nhau đâu. Ui, cái gì vậy anh trai? Nào, cái gì vậy? Ui, anh trai kia tự dưng nhảy thẳng vào đầu xe của mình luôn các bạn ơi. What the con heo. Từ từ mà anh trai. Tự dưng xe mình đang chạy vậy, nhảy thẳng vào đầu xe của mình luôn mới ghê chứ các bạn. Để mình chạy ra đây mình xem thử nha. À, là một ông chú hả? Rồi, con chào ông chú nha. Chúc ông chú buổi sáng vui vẻ. Rồi ông chú, lên xe đi ông chú ơi. Hay là ông chú muốn con ẩm ông chú lên xe? Chán thật sự luôn các bạn ơi. Wow. Đường đi hơi xa nha các bạn. Để mình xem thử bản đồ minimap cái đó. Ồ, cũng không gọi là xa đến mấy các bạn. Bởi vì mình nhìn xuống bản đồ minimap á, mình không thấy đường đi ha, mình tưởng xa. Xa không tưởng mà tưởng không xa nha các bạn. Rồi ông chú nhớ thắt dây an toàn vào đó. Để mình xem thử đây các bạn. Rồi, mình đi bằng đường tắt luôn các bạn ơi. Sẵn chở ông chú này đi phượt luôn nha. Đó, phải như vậy chứ. Đến nơi rồi các bạn, đến nơi rồi các bạn. Ok, sát bên luôn. Vậy mà đầu game vào mình không thấy cái điểm đến các bạn, mình tưởng nó xa lắm chứ. Rồi ông chú ơi, đến nơi rồi nè ông chú. Wow, ông chú sống một mình trong căn nhà hoang hả? Hơi bị nguy hiểm đó nha ông chú. Đây các bạn ơi, chỗ này khá là hoang vắng luôn á, mà ông chú này ở có mình à. Rồi ông chú ơi, đến nơi rồi nè ông chú. Được rồi các bạn, mình đã chở khách đến nơi rồi nha. Wow, được 25 đô tầm khoảng 600 ngàn đó các bạn ơi. Với lại là thêm 100 mấy chục ngàn tiền tiếp nữa ha. Khá lõm luôn đó. Không biết là ông chú này đánh giá mình được nhiêu sao đây ta. Để mình xem thử đó các bạn. Wow, 4.34 nha các bạn. Gần 5 rồi các bạn ơi. Ô, có một vị khách gọi mình hả? Ô, cái gì mà xa dữ vậy? Thôi các bạn ơi, khu vực mà ngày hôm nay mình chạy đó chính là ở vùng quê bất ổn nha. Nếu như mà ở trong thành phố thì mình sẽ để cho những anh bạn đồng nghiệp của mình chở khách ha. Mình chỉ hoạt động ở khu vực vùng quê bất ổn thôi các bạn ơi. Rồi, để mình gọi tổng đài để xem lỡ vùng quê bất ổn này có khách nào hay là không ha. Mà thông thường ở những khu vực này thì khá là vắng luôn các bạn ơi. Để mình chạy đến khu dân cư nữa nha. Rồi, có một vị khách nữa các bạn. Ok, ở phía bên đây hả? Nào, tăng tốc. Con xe điện này vậy chứ tăng tốc phải nói khá là nhạy đó các bạn ơi. Ga điện mà các bạn, đạm phá một thôi, lưng dính ghế như là chơi đó. Ủa, cái gì vậy? Ai chơi kỳ vậy? Có phải là anh trai này không? Ủa, anh trai ơi, anh trai gọi điện đúng không? Gọi điện xong đã rồi bùm luôn các bạn. Mình đang chạy tới mà, chán mọi người ghê luôn á nha. Lại là anh trai này nữa. Này nhá anh trai này nha. Đừng có đùa với mình nha. Rồi các bạn, anh trai ơi, anh trai muốn đi đâu vậy? Ồ, hình như là anh trai này đi ra ngoài biển thì phải. Để mình xem thử đã. À các bạn ơi, khu vực vườn nho nha. Khu vực này view phải nói khá là đẹp luôn á. Rồi anh trai, nhớ bấm chắc vào nha. Em tăng tốc hết mức có thể đây. Ồ anh trai ơi, anh trai có muốn mua trái cây không? Xuống đây em giới thiệu cho anh trai một chỗ bán trái cây phải nói khá là ngon luôn. Đây các bạn, anh trai này chính là fan của mình nè. Anh trai bán trái cây nha. Rồi anh trai, có xuống mua trái cây không? Ồ, hình như anh trai đó không muốn mua trái cây các bạn. Vậy thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục chở anh trai này nha. Nhưng mà khoan nữa các bạn ơi, để mình fit lại cái đã. Fit liền luôn. Đó, liên lại một phát một tôi, xe mình láng con liền luôn các bạn. Đã thật sự luôn ha. Vậy mà hồi nãy không biết. Rồi,
Bây giờ mình sẽ chở anh trai thì đến khu vực vườn nho nha. Cũng khá là gần đó các bạn. Hình như phía trên kia cái đường tắt đúng không ta? À, phía bên tay trái của mình có một đoạn đường tắt nha các bạn. Nhưng mà thôi, đường này là đường cao tốc nè, chạy thì cũng khá là nhanh luôn. Cho nên là mình không cần phải đi đường tắt đâu các bạn ơi. Rồi, tăng tốc, tăng tốc. Hai anh trai nghệ sĩ chế đàn người Mexico ngày hôm nay không có đây hả ta? Nếu như mà có hai ảnh thì mình sẽ cho anh ảnh nha các bạn. Kêu hai ảnh là một bài cho anh trai này nghe nha. Sao rồi anh trai? Ui, xin lỗi, em xin lỗi bà chị nha. Ô, bà chị kia hổ báo ghê cho các bạn. Em xin lỗi bà chị, em xin lỗi bà chị mà, em xin lỗi bà chị mà. Rồi luôn các bạn ơi. Mọi người hung dữ ghê luôn á. Mới chạy quẹt xe có chút xíu thôi mà đã hung dữ muốn tấn công rồi các bạn. Ui, còn đuổi theo mình luôn hả? Ôi các bạn ơi, một màn rượt đuổi. Nào chạy chạy chạy, quẹt xe phía bên đây. Ô, chạy theo mình xuống đây luôn hả? Ghê như vậy. Không ổn rồi các bạn ơi. Ui, đụng đít xe của mình luôn anh trai ơi. Anh trai bình tĩnh đi anh trai, không sao đâu anh trai. Em chạy xe là hơi bị điêu luyện đó. Ồ, không dám xuống đây các bạn, không dám xuống đây nha. Nào, đuổi theo mình xuống đây đi, bà cô kia. Ủa, đã mất tiêu rồi ta. À, phía bên kia các bạn ơi, bỏ chạy mất tiêu rồi kìa. Thôi thôi anh trai ơi, em không có đường được đâu. Ôi, chạy xe lủi xuống dưới kia luôn các bạn. Đó, đó, cái tặc hung dữ đi. Đuổi theo mình, đánh mình hả? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tắt nha các bạn. Sẵn cho anh trai này, anh xem vườn nho luôn ha. Đây nè anh trai ơi, vườn nho hai bên nè, khá là đẹp đó các bạn. Rồi, chở thẳng anh trai đi đến nơi luôn. Ngày hôm nay chở khách suôn sẻ ghê luôn các bạn. Vừa đầu vào chở được anh trai kia một cuốc ha. Và tiếp theo là anh trai này một cuốc ở vườn nho nữa. Đây các bạn ơi, vườn nho này phải nói khá là đẹp nha. Rồi anh trai ơi, đến nơi rồi nè. Ui, nhưng mà có vẻ hơi sai sai rồi các bạn ơi. Mình đi sai đường rồi, phải phía bên kia nha. Ồ, vườn nho này đẹp quá. Rồi, quay sang phía bên đây. Mình hay đi đường tắt lắm các bạn ơi. Đường tắt nó sẽ tiện hơn nha. Rồi, anh trai ơi, đến nơi rồi nè. 65 đô và không có bất kỳ tiền tiếp luôn các bạn. Bởi vì mình chạy xe hồi nãy cái đoạn đó đó, mình đuổi người ta mà. Ồ, một sao các bạn ơi. Một sao, mình biết ngay mà. Ok, lần sau thì mình sẽ cố gắng chạy xe cẩn thận hơn nha. Mình chạy xe một sao như vậy nè các bạn thì tổng đài sẽ gọi điện thoại cho mình đâu. Chỉ vì hồi nãy mình lỡ mình chạy xe tông trúng bà chị kia thôi các bạn. Mà anh trai này nỡ lòng nào đánh giá một sao cho mình mới ghê chứ. Thời tiết lại mưa nữa rồi các bạn ơi. Cứ sáng nắng chiều lại mưa nha. Wow, có chuyện gì vậy? Các bạn nhìn nè. Ồ, máy bay chiến đấu các bạn ơi. Sao lại xuất hiện vào bây giờ? Ồ, không lẽ là có một cuộc xâm lăng nào đó hay sao? Đây các bạn nhìn nè. Ồ, ba chiếc chiến đấu cơ nha. Ui, lượn luôn kìa các bạn. Ui, tai nạn luôn hả? What? Để mình chạy lại gần mình xem thử các bạn ơi. Mấy anh trai kia lái sao đụng nhau nổ luôn rồi. Ui, ghê dữ vậy, ghê dữ vậy. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta? Ồ, mình không biết là rớt ở chỗ nào luôn các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Hai chiếc chiến đấu cơ đụng nhau rồi nổ lên trên không trung luôn các bạn. Ồ, thời tiết này tầm nhìn của mình bị hạn chế nhiều lắm các bạn ơi. Mình không thể nào thấy được điều gì luôn đó. Ồ, làm sao bây giờ đây ta? À đây, 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 đây. Rồi luôn các bạn ơi, toang rồi. Anh trai đó toang rồi các bạn. Đụng nhau như vậy thì cơ hội sống sót hiếm lắm. Ủa, ở đâu ta? Tự dưng mình sử dụng cái flycam cái mình quên mất tiêu rồi. Oh, what? Đúng não cá vàng luôn các bạn ơi. Đâu rồi ta? Mình nhớ là ngay chỗ một cái hẻm như vậy nè các bạn. À, ngay phía trước mặt mình luôn, ngay phía trước mặt luôn. Lại có thứ gì đó nổ luôn các bạn ơi. Ủa, chiến tranh đang đến à? Đừng có nói như vậy chứ. Mình mới nhận nghề này được 2-3 ngày nay thôi mà. Cho mình chạy taxi thêm một chút nữa đi. Thế giới chiến tranh là toang đó các bạn ơi. Ồ, mấy anh trai này sao vậy? Đây các bạn, tự dưng đang lái mình còn thấy bình thường mà. Hình như đang biểu diễn hay sao đó các bạn ơi. Mình giống như là dạng overthinking đó các bạn.
người ta chỉ đang biểu diễn máy bay rồi gây tai nạn, còn mình thì mình suy đoán là chiến tranh nè, rồi cuộc xâm lăng của ngôi hành tinh nè. Overthinking đó các bạn ơi, rồi còn suy diễn đến chuyện mà không còn lại taxi được nữa chứ, chán thật sự luôn á. À mình quên, để mình gọi cứu thương nha các bạn. Rồi, mình đã gọi điện cho một đội cứu thương đến đây rồi các bạn ơi. Hình như có khách hay sao đó các bạn ơi, nó hiện lên cái checkpoint màu tím kìa. What, thông thường là khách gọi mình sẽ là checkpoint màu vàng nha các bạn, còn checkpoint này màu tím luôn mới ghê chứ. Ngay phía trước mặt mình luôn đó các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi đón khách nha, để mình xem thử đã. Rồi, đến nhà thờ rồi các bạn ơi. Khu vực nhà thờ đây. Mưa lớn nè, sấm chớp đùng ầm nè. Rồi, đến khu vực nhà thờ rồi các bạn, để mình xem thử đã. Cái chết bon đó nằm ở phía trước mặt mình luôn các bạn ơi. Rồi, để mình chạy lên đây nha. Chỗ này có cái hàng rào các bạn, bây giờ mình chạy qua bên kia mình đổ xe nữa thì mất thời gian lắm. Ủi thẳng vào hàng rào của người ta luôn. Rồi, hello, xin chào anh chị nha, anh chị ơi. Là ai vậy? Đang tập yoga à? Wow, hay đó các bạn ơi, trồng chuối luôn nha. Hello bà chị. Không phải các bạn ơi, đây là con ma mà ngày hôm trước mình gặp ở trường học mà. Ngày hôm nay mình lại gặp ở đây nữa hả? Ủa sao lạ vậy? Không lẽ là con ma này nó đi theo mình hay sao ta? Đâu rồi, súng đâu rồi? Bây giờ mình sẽ lấy súng điện luôn các bạn. Súng điện, Raygun. À không, Stun Gun. Đúng rồi các bạn ơi, Stun Gun nha. Nào, con ma kia này thì tập yoga nè, đi theo mình đã tới rồi đây hả? Này thì tập yoga với mình nè, tập yoga với mình. Ui, nó bỏ chạy các bạn ơi, nó bỏ chạy kìa. Nào, chạy. Rồi còn ở dưới kia nữa là ai vậy? Hình như có một anh trai nào đó. Ui các bạn ơi, con ma này đi theo mình nè. Nào, đừng đi theo mình mà. Ôi, nó chạy đi theo mình hay sao đó các bạn ơi. Nó đi theo mình kìa. What? Đi theo mình vậy có bảo vệ mình không? Nếu như bảo vệ mình á thì đánh anh trai đi. Có bảo vệ mình không? Ôi các bạn ơi, anh trai kia bắn mình. Nó chỉ đi theo mình như vậy thôi các bạn, chứ nó không có bảo vệ mình nha. Rồi còn anh trai nữa. Này thì có súng tấn công mình nè. Ui các bạn ơi, nó bảo vệ luôn các bạn. Này nha, anh trai hung dữ nè, có vũ khí nè. Lụm đồ luôn các bạn ơi. Con ma đó nó đi theo mình các bạn. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Chắc là nó không ký xấu gì đó các bạn ơi. Nó chỉ muốn đi theo mình thôi à. Thôi, mình lên xe luôn. Hình như là có ăn cướp hay sao đó các bạn. Dưới kia có ăn cướp kìa. Nào con ma kia, cô muốn lên xe đi với mình không? Nhìn lên đi. Có muốn lên xe đi với mình không? Để mình đuổi theo, mình còn bắt cướp nữa các bạn ơi. Rồi luôn, cảnh sát đuổi cướp chạy mất tiêu rồi các bạn. Mình đang định hỗ trợ cảnh sát đi bắt cướp nha, mà con ma này nó làm mình mất thời gian quá. Đi chung với mình mà làm mình mất thời gian ghê luôn. Tự dưng có ba vị khách xuất hiện xong cái cancel luôn các bạn, hủy rồi kìa. Mấy vị khách này là lạ sao đó các bạn ơi. Rồi lên xe đi. Đi lên trước ngồi chung với mình nè. Chứ ngồi thì sao, người ta thấy vậy á là người ta sẽ... các bạn ơi, con ma này nó nghĩ đi theo mình rồi. Lúc lên xe, lúc xuống xe. Bà cô ơi, sao bà cô bỏ chạy rồi? Có khách rồi các bạn ơi, có khách rồi. Con ma đó tạm thời bây giờ thì nó không đi theo mình nữa nha. Để mình xem thử đã. Cái khách giữa đường như vậy là toàn bùm thôi các bạn ơi. Cancel hết mấy lần luôn rồi đó. Đã thời tiết mưa bão như vậy rồi, đón xe giúp mình đi còn bùm nữa chứ. Bùm như vậy á là mình sẽ bị trừ nha các bạn. Dạng như là đánh giá một sao đó các bạn ơi. Chạy đến nơi mà khách hủy á là người ta sẽ dễ dàng đánh giá mình một sao lắm nha. Không nên bùm nha mọi người. Mọi người mà bùm mình một lần nữa đó thì mình buồn lắm luôn. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ quay lại ngay chỗ cái thị trấn nhỏ này ha. Wow, mưa lớn rồi, sấm chớp quá chung luôn các bạn ơi. Rồi, và trước khi kết thúc video, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mặc dù là bây giờ mình chưa kết thúc video đâu các bạn. Nhưng mà mình xin phép mình nói trước nha. Thông thường ở đây hay có khách nè,
Rồi, để bây giờ mình sẽ thử gọi tổng đài nha. Ồ, không có ai hết, gọi tổng đài lần nữa. Cứ khách giữa đồ như vậy là không có ai đâu các bạn. Nè các bạn nhìn nè, lại đây thì thế nào mọi người cũng cancel thôi. Nào mọi người, có ai không? Lại khách giữa đường nữa các bạn. Ôi, lại còn nhảy nữa chứ. Nhảy xong rồi cancel luôn. What the hell? Sao kỳ vậy? Vừa đầu game chạy phải nói rất là ok nha các bạn. Tự dưng giờ không còn khách nữa luôn. Từ hồi mà con ma đó xuất hiện đó các bạn thì mình không còn khách nữa ha. Nào mọi người, giúp mình đi mọi người ơi. Đâu có ai đâu. Anh trai Thu Ngang ơi, anh trai có muốn đi chơi không? Em chở anh trai đi chơi nè. Ở phía sau lưng mình có hai vị khách các bạn ơi. Hy vọng lần khách này không bùm nha. Rồi luôn. Ồ, là sao vậy ta? Mình không hiểu lý do vì sao luôn các bạn. Ở đằng kia nữa kìa. Ồ, nổ cuốc liên tục luôn các bạn. Mà mình không chở được ai hết nè. Ở đây có ai không? Lại không có ai nữa rồi các bạn ơi. Thôi thôi, không có ai đâu các bạn. Mình báo hủy nha. Chỗ này chán ghê luôn á. Mọi người gọi toàn bùm không à. Hay là bây giờ mình quên trở lại ngay chỗ dùng quay bất ổn các bạn. Ngay chỗ dùng quay bất ổn thì hay có khách lắm nha. Rồi, tạm thời bây giờ thì mình sẽ đậu chỗ này các bạn ơi. Bởi vì chỗ này mọi người đi qua đi lại cũng khá là đông nè. Có thể là chỗ này sẽ có khách nha. Đây các bạn, chỗ này nè. Chỗ này đó chính là một cái khu nhà nghỉ nha. Thôi mà đừng ở ngoài đường mà. Ở ngoài đường là toàn bùm thôi các bạn. Rồi luôn. Toàn ở ngoài đường không à. Đa số ở ngoài đường thì 100% sẽ bùm nha. Ồ, anh trai nào đâu? Ồ, anh trai nè. Ồ, anh trai ơi. Anh trai gọi điện đúng không? Gọi thì lên xe đi. Gọi thì lên xe đi anh trai ơi. Em chở anh trai đi nè. Anh trai gọi taxi bên em đúng không? Em đứng đây em chờ anh trai nè. Cái gì vậy ta? Mấy anh trai là rối thật sự luôn các bạn ơi. Ôi nào. Nữa rồi. Lại nhảy thẳng vào xe của mình rồi. Wow. Lần này thì mình sẽ chở một anh trai bảo vệ nha các bạn. Rồi anh trai ơi. Anh trai đi đâu vậy? À, anh trai này đi về một cái khu resort các bạn ơi. Hình như khu đó là khu biệt thự hay sao đó các bạn. Wow. Anh trai này đi làm vì đam mê à. Đi làm vì đam mê các bạn ơi. Chứ anh trai này đại gia lắm nha. Nhà ảnh là một khu villa đó các bạn. Khu biệt thự đó đẹp lắm luôn. Rồi để mình chạy ra đằng đây cho các bạn xem nha. Ủa có phải không ta hay là mình nhầm ta? À đúng rồi các bạn ơi, đúng rồi. Ui. Không sao, không sao, không sao, không sao đâu anh trai, không sao đâu. Anh trai cứ tin tưởng ở em nha. Đèn xe nó bị hư rồi các bạn ơi. Để mình fix lại cái đã. Chạy xe buổi tối như vậy á, không có đèn thì nguy hiểm lắm nha. Rồi quay sang phía bên đây luôn. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ đi đường tắt nha các bạn. Chứ mình quanh qua cái đoạn đường kia, nó quanh qua quanh lại như vậy thì mất thời gian lắm. Đi bằng đoạn đường này luôn các bạn ơi. Anh trai thì làm nhân viên bảo vệ gì đam mê rồi các bạn. Hello em chào anh trai nha. Nhìn mặt anh trai là em biết anh trai đẹp trai rồi đó. Wow. Công nhận. Mình chỉ giúp nhận thứ nhất như vậy nè các bạn. Thì cái tiếng mưa nó sẽ bị giảm xuống phải nói đáng kể nhiều lắm nha. Ồ, trên xe có cả điểm báo cảnh mù luôn các bạn. Ơ mình nhầm. Cảnh báo điểm mù ha. Mà mình không biết mình chạy ra ngoài đường nó có hoạt động hay là không nữa. Để mình chạy ra ngoài đường mình xem thử nha. Đây các bạn. Đó, hình hai chiếc xe vàng vàng đó. Đó chính là cảnh báo điểm mù nha. Có không ta? Ồ, hình như là cảnh báo điểm mù nó chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Để mình lưu lại thử luôn. À, ui. Đây là bản mod các bạn ơi. Ui, đụng xe sao mà anh trai kia sử dụng vũ khí tấn công mình luôn rồi. Rồi rồi rồi. Để mình đưa anh trai này về nhà nha các bạn. Chán ghê luôn á. Anh trai kia có vũ khí. Rồi. Một sao nữa luôn rồi các bạn ơi. Mình chắc với các bạn luôn á. Chạy xe như vậy là thế nào cũng một sao thôi. Mình chạy xe mà không va chạm kìa thì may ra nha các bạn. Còn chạy xe mà va chạm như vậy á thì mọi người sẽ đánh giá mình thấp lắm. Rồi anh trai ơi, đến nơi nè anh trai. Đại gia đi làm bảo vệ gì đam mê các bạn ơi. Wow, vẫn được 10 đô tiền tiếp luôn các bạn.
Vậy là chứng tỏ anh trai này á, ảnh rất là dễ nha các bạn, chứ anh không có khó tính đâu. Người bình thường khó tính như vậy á là toan rồi các bạn. Đó, đánh giá cho mình 4 sao luôn nha. Chạy xe đụng nè, rồi chạy xe tùm lum tùm la nè, vậy mà ảnh vẫn đánh giá cho mình 4 sao luôn các bạn. Rồi, gọi khách nữa thôi các bạn ơi. Ồ, có hai vị khách đang đứng ngoài đường à. Ồ, có không vậy? Ồ, lâu lâu nó bị lắc các bạn ơi, nó nhảy tùm lum tùm la à. Ồ, phía sau lưng mình hả? Không phải, không phải, không phải, không phải đâu các bạn ơi, không phải đâu các bạn ơi. Cứ giữa đường như vậy là không phải đâu ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm kiếm thêm một vài vị khách nữa. Mình chạy tầm khoảng 1-2 cuốc thôi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video nha. Khách này là khách ảo lắm các bạn ơi, không phải là khách thật gọi mình đâu. Ủa, có phải bà chị không vậy? Bà chị ơi, bà chị gọi dịch vụ bên em đúng không? Có phải bà chị không vậy? Có phải bà chị không? Ui, từ từ. Nào, thôi thôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi bà chị nha. Ôi, tự dưng đứng gần mình chứ không biết nữa. Xe mình giống như là cái năng trăm hay sao đấy các bạn. Cứ mọi người mà đứng gần mình á thì tự động sẽ hít vô xe của mình nha. Để mình chạy xuống dưới đây mình xem thử đã. Hy vọng lần dưới đây sẽ có khách nha. Chở thêm 1-2 cú khách nữa thôi các bạn ơi. Lần sau nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ comment phía dưới ha. Mình sẽ chở thêm một vài đợt khách nữa các bạn. Còn ngày hôm nay mình nghĩ mình chạy như vậy thì khá là ok rồi. Bây giờ mình chỉ mong là thêm tầm khoảng 1-2 lượt khách nữa thôi. Không có ai hết. Lại phía sau lưng. Phía sau lưng là không phải đâu các bạn ơi. Wow. Mà công nhận một điều, mưa đúng dai luôn các bạn. Từ chiều cho đến bây giờ, hiện tại bây giờ đã là 12 giờ 36 phút sáng rồi các bạn ơi. Mà trời vẫn còn mưa nha. Mưa liên tiếp luôn. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ trận đại hồng thủy nữa hết các bạn. Mưa lớn như vậy thôi chứ cũng chưa chắc gì có đại hồng thủy nha. Nào, đứng ở đây. Gọi khách thôi các bạn ơi, một lượt nữa. Thôi mà. Ô, khu này là ẩu lắm các bạn ơi, lại hủy nữa rồi. Nào, gọi. 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 Ồ, bây giờ hình như là khuya rồi các bạn. Cho nên là không có khách nha. Để bây giờ mình sẽ thử chỉnh cho thời gian là buổi sáng đi các bạn. Rồi, mình sẽ cho nó tầm khoảng 9 giờ sáng ha. Nào, gọi lại một lần nữa. Có hai vị khách. Hủy luôn rồi, hủy luôn rồi các bạn ơi. Trời sáng mà vẫn còn hủy nha. Vậy là chứng tỏ ở khu này bất ổn rồi các bạn. Khách gọi điện rồi khách bùm liên tục luôn. Chứ ngày hôm sau mình phải đổi địa điểm đi đến với bất bộ quá các bạn. Ở trong thành phố thì khách nhiều hơn nha. Nhưng mà mình chạy lâu với lại mình chạy cứng rồi các bạn. Cho nên là mình mới chạy ở khu vực này. Còn những nhân viên mới thì chạy trong thành phố nha. Nào một lần nữa. Ôi, có ai không? Ồ, có hai vị khách các bạn ơi, phía sau lưng mình kìa. Để mình thử nha. Đừng có hủy, đừng có hủy, đừng có hủy mọi người ơi. Đừng có hủy mọi người ơi. Rồi luôn các bạn. Thôi, đã nếu như vậy thì thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ha. Rồi, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.